Chị và các bạn, hôm nay mình nấu bún riêu nè. Bún riêu ngon lắm, thịt lên trước nhà cái chị đó chưa bán á, rất là ngon, cái mình thấy ngon quá, nấu là bún riêu khoảng 12 người ăn luôn nha. Đây nè cả nhà, ngon lắm nha, xin mời. Đây là trước đây nè, thịt với là tôm khô có mình xay nè, thịt với tôm khô xay nha, này thì làm chả nè, dạ, ăn cho đỡ ngán nha. Còn đây là 4 cái thịt đủ chưa á, giò nè, sườn nè, giò với sườn với xương nữa nè, đó, bắp giò nè, nghe thấy không, đó, ngon không cả nhà, tuyệt vời không, đó, củ cải muối nữa nè, củ sắn nấu vô cái nước nó ngọt với tôm khô nha, tôm khô bị ngâm xong rồi thảy vô nha, đó, cái thịt nào cái chà bá luôn, ngon không cả nhà, cái là cua nè, nửa ký cua này các mình để trứng vô trong đây với lại cua này với lại muối nha, bỏ vô pha cho khoảng 1.5 lít nước và sau đó nó bị để lửa nhẹ nhẹ, đây nữa mình bắt lửa thôi để nhiều là nó khét nha cả nhà. Cà chua hôm nay nó còn mắc luôn, 65.000 một ký luôn cà chua này nè cả nhà, sao kỳ hôm nay mắc dữ không biết nữa. Và chuẩn bị dưa ớt nè, hành nè, giá hẹ nè, bún nè, còn rau muống nữa nè, bắp chuối, chuối là muốn vào rồi ra cái bị lạnh chứ như thế nào nè, nó là bún riêu xong thơm cái này nha cả nhà, đó cả nhà, bây giờ xong rồi lắc mình xuống đây tôi bún riêu cho quý vị xem nha, đó, tại vì không có thời gian mà nấu tóc hành đó, tại vì bây giờ khô nè, hôm nay đang lên nè, khô lên ngon rất là ngon tuyệt vời, khô á, ngon lắm, hôm nay quý vị muốn làm cho quý vị ăn nè, là gia đình ăn hết, và sau đó mình sẽ quảng cáo khô nha, bữa nay là hết rồi, gần Tết mới có khô nữa nha cả nhà. Hello cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ nha. Bún riêu, cua, giò, còn lại bún riêu, không biết. Bún riêu không thiếu chanh nữa nha. Đây, rau, mắm chuốt, mắm tôm, trái xanh lộn. Đây thịt nè, cua nè, riêu nè, riêu nè, đậu riêu là có quýt nè, đó, ngon không cả nhà, và hành phi cái mình làm luôn là tỏi nha, cái mình tự làm luôn nha, ngon lắm nè, còn khéo à, bún mình mua à, rồi xong.